Dạ vâng, số phụ kiện PG Tú Anh xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể anh em và các bác đam mê nhé. Thì ngày hôm nay sẽ lên làm cái video test thực tế cho anh em bác cái khẩu condo giá 5.800.000 mà anh khách người Vĩnh Phúc nhờ thanh lý hộ đây. Đấy, cấu hình này thì cấu hình cao con nhá. Giá hiện tại mà bên shop đang bán ra cho anh em thì là đang ở phân khúc là 8.200.000. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một khẩu là thanh lý với giá 5.800.000 cho anh em và bác con nhá. Đấy, thì giá cực kỳ là rẻ luôn. Cấu hình của nó thì đầu tiên sẽ là bình. Thì đấy, khách này là sử dụng là bình, là bình carbon nhá. Đấy, quấn băng quấn chân cá bóng cho anh em đây. Cũng là mới tinh, bình mới tinh này. Đấy, bình carbon 0.5 này. Đang bán với giá là trên dưới 20 đồng. Van là van cờ đi kết bản chuẩn công ty UN. Đấy, đã qua xử lý bên shop khi gửi cho anh khách này. Đấy, bơm 220 kg đây. Áp thì là ở 130. Đấy. Bộ hơi này thì nó đã vào rơi vào khoảng 2.8 hệ 9 rồi nhá. Đấy. Giảm âm bút leo 306 vách trên nùi cũng cuốn băng cho anh em. Đấy. Kính ngắm bên ATMD tâm số nhá, hàng chống rung chúng ta chung hình tâm này, tâm hệ số tâm kính này. Đấy. Kính này thì hiện tại phân khúc của nó là 1.8-1.9 nhá. Thì nó đã rơi vào khoảng 4-5 triệu đồng rồi. Đấy, 5 triệu đồng rồi. 5 triệu đồng. Cành thì hiện tại đang lắp cành, đó là cành XM8 bản 10 khương hay 8 khương ấy, nói chung là cũng không nhớ đấy. Cành này của nó là 246, nó chung cành đẹp nhá. Đấy. 468 hay 10 cũng không nhớ cái bản 10 hay 8 khương. Nhưng mà cành này thì anh khách này yêu cầu là tiện về 16 inch. Đấy. Cành dài 16 inch, dài 40 cm cho anh em và các bác nhá. Đấy. Cành dài 40 cm, cực kỳ đẹp. Có một khung vuông xương cá tay cầm gỗ nhá, tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen. Đấy, nói chung là cây này vẫn mới tinh nhá. Anh khách này sử dụng thì chưa trong vòng chưa đầy một tháng rồi nhá. Đấy. Thì ở đây em sẽ lắp vào và test thực tế cho anh em bác xem. Đấy, anh em làm lấy được cây này thì nói chung là cực kỳ là ngon đấy. Độ ổn định của nó thì vẫn là ok nhá. Đấy. Thì em test vẫn là ok. Nhưng mà anh khách này thì khi về sử dụng thì muốn lên cấu hình hiệp ích thì nhờ thanh lý thêm chút tiền nữa để lên một cây ích là trên 10 triệu đồng. Đấy. Cây Kono tăng lên đây nhá. Đấy, nó chung lắp mình 0.5. Nên chiều dài của nó thì nói chung là sẽ rơi khoảng 90 cm nhá. Đấy. Thì ở đây em sẽ lắp băng kính vào và lắp test cho anh em bác xem luôn nhá. Đấy. Em chờ một chút. Đấy, video này thì là nó thực tế từ đầu đến đít nên là nó sẽ hơi dài một tí các nhá. Đấy. Đây, em mang lắp kính cho, mang điện thoại cho. Đây anh em nhá, em chờ em một tí nhá. Đây, em tháo ốp điện thoại ra và quay thực tế cho anh em bác xem. Đấy. Đây. Ngược. Thì em sẽ lắp lăng kính vào và test thực tế cho anh em bác xem nhá. Đấy. Đây. Tâm kính ngắm BATMD hàng chống rung chống giật chống nhiệt tâm. Tâm hai dãy số tâm khắc kính đây. Đấy. Tâm kính cực kỳ đẹp và sắc nét cho anh em nhá. Đấy, thấy chưa? Rồi. Em sẽ chỉnh lại cái tâm kính nhá. Đấy, em thấy chưa? Tâm kính đẹp chưa? Zoom lại gần nữa. Này, đẹp chưa anh em? Đấy, đây thì sau đây em sẽ đi vào test thực tế luôn cái khẩu condo này cho anh em bác xem độ ổn định của cái súng nhá. Đấy. Đạn rồi, mang một đạn. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu thì xem video nhá. Đấy, cái này nói chung là chơi vẫn ok ổn định nhá. Bao lụi mồi cho anh em cự ly 100m là săn cò nhá. Đấy, cành XM8 này. Một viên này. Đấy. Cực kỳ ok luôn các bác nhá. Đấy. Viên thứ hai này. Ok chưa? Đục lỗ trực lắm. Đấy, rất chi là chuẩn chỉ mà ok các bác nhá. Đấy. Viên thứ ba này. Ok chưa anh em? Đấy, chuẩn chỉ chưa? Đấy.
Viên thứ tư này. Ok chưa? Đấy, rất chi là chuẩn quá nhá. Đấy. Súng vẫn độ cây súng vẫn ổn định, cực kỳ ổn định và ok luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp tục là bên nữa này, đục lỗ này. Nín thở bóp cò đục lỗ này các bác thấy chưa? Ok chưa? Rất chi là chuẩn chỉ nhá. Đấy. Đục lỗ nhỏ xíu này. Đấy, hơi lưng tâm lên một tí này. Rồi bắn điểm mới đi. Đấy, bắn điểm đấy đi. Đấy. Sẽ nhỏ hơn một tí này. Ok cho anh em, đục lỗ chưa? Đấy. Lỗ nhỏ xíu đúng bằng viên kẹo thôi nhá. Đấy, nói chung là vẫn ổn định và ok thôi nhá. Đấy, 5 triệu 800 thì anh em sở hữu một cây cơ như này cực kỳ ok luôn. Ok chưa? Đấy, chuẩn chỉ chưa các bác? Đấy. Cây súng ổn định hay không thì anh em nhìn có thể là biết đấy nhá. Nói chung là chỉ cần giữ im tay là chơi là lựa mồi thôi. Đấy. Đây, cây súng là 5 triệu 800 mà bình các bọn. Đấy. Nói chung là không bao giờ có cây nào mà rẻ mà như vậy không nhá. Đấy, chỉ 5 triệu 8 thôi. Mà anh em sở hữu bình carbon và kính ngắm beta, bình thường em mua sẽ phải rơi vào là 8 triệu 200 nghìn. Mà ngày hôm nay em mua rẻ hơn được khoảng hơn 2 triệu đồng. Quá ok luôn thôi nhá. Đấy. Rất chia rẻ luôn. Một cây duy nhất nhá. Còn anh em nào mà chậm thì không có đâu có nhá. Đấy. Còn anh em nào chậm thì có thể lấy cấu hình khác. Đấy, 5 triệu 8 thì anh em chỉ được bình carbon, à bình nhôm với lại kính ngắm Nikkor Very VTR thôi. Đấy, chứ không được bình carbon mà kính ngắm beta đâu các bác nhá. Đấy.